Sáng ngày 2 tháng 8, rất đông hàng xóm, bạn bè và các đồng đội của chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc tập trung tại trước khu tập thể C3, Nghĩa Tân để phụ giúp gia đình lo đám tang. Dường như chẳng còn sức lực để khóc sau nỗi đau mất con. Mẹ của Phúc, cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh ngồi dựa vào chiếc bàn, ánh mắt thất thần đầy tuyệt vọng. Khoảnh khắc nhận tin dữ, cô nào dám tin người hy sinh là đứa con trai của mình. Cô đã hy vọng biết bao, đấy chỉ là nhầm lẫn. Chỉ đến khi gặp mặt con lần cuối trong nhà tang lễ, lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra sự thật đau lòng này. Thế nhưng đối với cô, qua làn nước mắt cứ trực chờ rơi, sự việc là ngoài ý muốn. Nhưng con trai cô đã luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý khi cần đến sự hy sinh. Và cô với cương vị là một người mẹ, hoàn toàn tự hào với những gì mà con đã làm. Chỉ đau xót một điều, tin nhắn Phúc gửi cho mẹ, con đang chữa cháy ở Nguyễn Khánh Toàn. Em chụp một bức ảnh đồng đội đang làm nhiệm vụ ở đó gửi cho cô Hạnh an tâm. Đâu ai ngờ đó lại là tin nhắn cuối cùng hai mẹ con trò chuyện với nhau. Qua lời kể của mẹ, Phúc thì đỗ ngành ngôn ngữ học của trường Đại học Hà Nội nhưng đã bảo lưu kết quả học tập để tham gia nghĩa vụ công an. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, em mong muốn được tiếp tục theo đuổi nguyện vọng học tập của mình. Là người mẹ, chứng kiến con hy sinh rất đau xót, nhưng tôi cũng rất đổi tự hào vì con đã biết hy sinh mạng sống của mình để cứu mạng sống của những người khác. Đây là sự hy sinh lớn lao. Nếu 8 người kia không qua khỏi đám cháy thì là một sự mất mát quá lớn, cô Hạnh xúc động nói. Ngồi kế bên cô Hạnh là chị Tống Hoàng Yến, chị gái cùng mẹ khác cha với Phúc cho hay. Trước khi xảy ra sự việc, tâm lý Phúc rất bình thường. Sáng hôm đó, Phúc còn tạt qua cửa hàng của mẹ và nói mang chè vào để mời các anh trong đội. Thường ngày, hai chị em chỉ nói chuyện qua điện thoại. Từ ngày em đi nghĩa vụ hồi tháng 2 đến giờ, chị em chưa gặp lại nhau. Vào sinh nhật Phúc ngày 15 tháng 7, hai chị em có hứa hẹn rằng khi nào cậu được nghỉ phép sẽ tổ chức sinh nhật bù. Nhưng tiếc là chẳng còn cơ hội để nhìn em thổi nến mừng tuổi mới nữa, chị Yến nói. Theo lời chị Yến, Phúc là chàng trai ngoan, trước đây luôn phụ mẹ bán cơm chay, nhưng từ khi đi nghĩa vụ em hiếm khi về nhà, chỉ kịp tạt qua thăm mẹ khi có việc ra ngoài. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa rồi, cả nhà tính sẽ đợi em về rồi cùng làm cơm, cả nhà quây quần bên nhau, nhưng Phúc để lỡ mất vì đơn vị báo có nhiệm vụ phải trực. Cho đến tận khi em ra đi, em và mẹ 3 ngày chưa được gặp mặt, bản thân em 2 ngày không có giấc ngủ ngon. Em đi rồi để lại cho mọi người niềm tiếc thương vô hạn cùng bao nguyện vọng còn dang dở. Em để lại mẹ và chị, bữa cơm giờ đây đủ chỗ cho 3 người, nhưng một người mãi mãi chẳng thấy trở về.